Nè, kính chào quý bà con, chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ tư, ngày 9 tháng 4 năm 2024. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận. Chú quý bà con, quý chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng, thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số là nông sản khác trên kênh. Thưa quý bà con, quý chị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá tạm thời cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thanh long ruột đỏ, thanh ruột trắng thì hiện nay thì ổn định ở mức, thanh long ruột đỏ thì đang ở mức cao. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây hiện nay thì loại 1 đang dao động ở mức từ 40, loại 2 là 35.000, loại 3 là 30, loại 4 dao động ở mức từ 25. Hàng giạt của thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây thì dao động mức từ 9.000 đến 10.000 đồng một ký. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá cập nhật tại vựa các bà con. Mình xin nhắc lại, đây là giá cập nhật tại vựa. Còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng đạt dao động từ 14 đến 15.000, hàng sàn dao động ở mức từ 12.000 đến 13.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng hiện nay tại khu vực miền Tây thì dao động ở mức từ 6 đến 7.000, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 12.000, 13.000, 14.000, bò sàn từ 10.000, 11.000, 12.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng hiện nay thì dao động ở mức từ 6 đến 7.000, giá tại khu vực Bình Thuận. Tiếp theo là thành giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận thì cũng duy trì cũng như ngày hôm qua, cũng nhìn chung là cũng không biến động gì nhiều. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 đang dao động ở mức từ 38.000, loại 2 dao động ở mức từ 33.000, loại 3 là 28.000. Hàng giạt của thanh long ruột đỏ hiện nay thì dao động ở mức từ 9 đến 10.000 tại khu vực Bình Thuận. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con, quý vị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào.